Ví dụ nếu Diệm lập chính quyền ở miền Bắc, chắc con cháu chúng ta cũng phải theo đi lính. Cái câu chuyện đấy đúng không ạ? Tại sao ông ta không lập được ở miền Bắc và tại sao Diệm lại lập được chính quyền? Vừa rồi thì tôi có nghe trên phố Bonsa TV đấy nói về cái khi phỏng vấn cái ông gọi là gì thông minh ấy nhở, anh em nhắc nhanh cho tôi cái tên để tôi phản nam cái ông này, cái gọi học giả gì thanh minh thông minh ấy nhở, Đỗ Thông Minh. Ok, bây giờ chúng ta lại nhớ nhá. Đấy, tôi sẽ trả lời cho các bạn thông qua một cái ví dụ. Đấy, ví dụ nếu Diệm lập chính quyền ở miền Bắc, chắc con cháu chúng ta cũng phải theo Diệm đi lính, đúng không? Thì bây giờ tôi phải trả lời với bạn Mai Nam như này, với chị Mai Nam như này nhá, là những cái chính quyền như Diệm đấy nó đã được lập rất nhiều lần, chính quyền Trần Trọng Kim đi theo Nhật hay chính quyền của Bảo Đại lúc bây giờ là cũng là đi theo Pháp, đã có rất nhiều người Việt Nam cũng phải đi theo theo Pháp rồi, và người ta cho rằng cái chế độ đó là gì, là chế độ thực dân, là những kẻ xâm lược họ đang sống ở trong cái gầm của bọn xâm lược, và họ đã phải đứng dậy lập lên cái cuộc cách mạng mùng 29, làm cách mạng cướp chính quyền. Cho nên là nếu như có Diệm mà lập chính quyền nữa, thì với cái tư tưởng của Diệm thì những kẻ bán nước là tay sai của ngoại bang, thì chắc chắn Diệm cũng sẽ phải chịu cái kết quả giống như là những cái chính quyền như Trần Trọng Kim hay Bảo Đại đã từng có. Cho nên đừng nói là con cháu chúng ta phải đi theo lính cho Diệm hay không, tất nhiên sẽ có những cái thành phần phải đi theo lính cho Diệm ở ngoài Bắc này, có cái bọn đấy chứ, nhưng không một kẻ nào dám vỗ ngực tự xưng lá cờ. Ở ngoài Bắc thì chúng tôi có những trường hợp phải đi lính cho Pháp chứ, nhưng sau đó họ đều phải quay trở lại và chấp nhận là mình đã từng là kẻ phản phản động, có phải hòa đồng với lại người người dân. Thế còn nói cũng lại nói một lần nữa về cái câu chuyện của cái thằng cha Đỗ Thông Minh đấy, mang tiếng là học giả, và học giả nghiên cứu cái gì mà tôi nghiên cứu rất nhiều liên quan đến 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 gọi là gì, đến ngôn ngữ đúng không? Và ông ta có trả lời trên phố Bonsa TV là một cái câu hỏi của người dân, đấy là gì, nó tại sao mà lúc bấy giờ đấy ở trong miền Nam không thực hiện cái cuộc tổng tuyển cử năm 1956, thì ông ta có trả lời là gì, là khi ký kết cái hiệp định đó thì đó là do người Pháp và chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được bảo trợ của Trung Quốc và Liên Xô ký kết, chứ còn cái bọn Việt Nam Cộng Hòa ấy, nó không ký kết lên, nó không thực hiện cái hiệp định đó. Thế thì đây là một trong cái rồi ngụy biện cho cái hành vi gọi là xóa bỏ cái hiệp định Geneva, xóa bỏ cái phương thức thống nhất đất nước trong hòa bình. Đáng lẽ ra đấy là năm 1956 chúng ta thực hiện cuộc tổng tuyển cử thành lập một chính phủ liên hiệp, thì lúc bây giờ đất nước thống nhất trong hòa bình, nhưng cái hành vi của bọn Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ đấy, Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất đấy, nó xóa bỏ cái xé bỏ hiệp định Geneva, bắt buộc đất nước phải bước vào một cái cuộc chiến khốc liệt. Và ông ta cho rằng là lấy cái lý lẽ là gì, là do bọn Việt Nam Cộng Hòa nó không ký cho nên nó không cần có nghĩa vụ thực hiện. Chúng ta phải hiểu được Việt Nam Cộng Hòa nó con đẻ của thằng Pháp, không có thằng Pháp thì thằng Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất của chúng mày nên làm gì có cái cơ hội mà tồn tại. Thằng Pháp nó đẻ ra chúng mày thì khi thằng Pháp nó ký thì chúng mày phải có cái trách nhiệm mà thực hiện, còn chúng mày nên tự loại bỏ đấy đúng không, chúng mày tự xé bỏ đấy, thì cái kết quả của chúng mày là gì, là bị đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào như thế đấy. Chúng ta không cần phải so đo lại cái lịch sử này làm gì, câu chuyện nó đã qua rồi. Nhưng đáng lẽ ra chúng mày còn được một vài ghế ở trong chính quyền, nhưng với thái độ ngu dốt của chúng mày đấy thì chúng mày bị đánh cho tan tác, và bây giờ đấy có rất nhiều kẻ là thành lưu vong phản động đấy. Thế thôi, cho nên cái câu chuyện nếu như Diệm mà nó lập chính quyền miền Bắc thì nó cũng sẽ nhận những kết quả như bọn Trần Trọng Kim thôi, và dù nó có lập ở ngoài Bắc hay ở trong Nam thì cái tư tưởng bán nước ấy, cái tư tưởng phản động, tư tưởng bao que đấy cũng sẽ bị truy quét ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam, bởi vì dân tộc Việt Nam không chứa được cái bọn phản động, cái bọn bám háng ngoại bang, cái bọn bán rẻ đất nước chỉ vì quyền lợi, một vài cái quyền lợi về kinh tế. Thế cho nên các bạn đừng nó lôi cái câu chuyện này, các bạn lấy cái lý do là Ba Sập nó cũng tốt hay không tốt, nó chỉ là do lịch sử này. Cái thằng bán nước ấy thì lịch sử kiểu gì nó bán nước, thời chiến nó bán nước theo kiểu thời chiến, thời bình nó bán nước theo kiểu thời bình, nhưng mà tất cả những kẻ đấy đều có một kết cục chung, đó là đều phải ra khỏi cái lãnh thổ của Việt Nam hoặc bị tiêu diệt. Cái gì đây, nếu đi hiểu nhầm ý, thời gian tồn tại chính quyền Bù Nhìn thì con cháu trong miền Nam phải bắt buộc đi lính. Ở thì ngày xưa lúc nó thành lập Bù Nhìn đúng không, con cháu bắt buộc phải đi lính rồi, nó sau này giải phóng rồi đấy thì phải quay đầu chứ, quay đầu là bờ chứ. Nếu như anh đã bắt buộc thì sau này anh sẽ nói với chính quyền là ngày xưa tôi bắt buộc phải đi lính, cho nên là bây giờ thì khi các vị đã vào đây giải phóng rồi, chúng tôi đã nhận ra cái việc làm của mình là sai trái, do lúc bấy giờ là tôi không có đủ dũng khí để đứng lên chống lại cường quyền, nhưng mà mong các vị thông cảm. À, giờ đây tôi muốn trở thành công dân tốt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi đất nước non sông đã thu về một mối, Nam Bắc đã sum họp một nhà. À, thì thôi, ai chửi nó là phản động nữa đâu. Thế nhưng mà đã bị đánh thua rồi còn có quay đầu mà cắn lại, thì đó là phải là phản động rồi. Cho nên khi mà chị đã khen là Ba Sập không xấu đấy, thì chị đấy đã bị sai rồi. Gì đây, người Bắc cảm giác cũng máu chiến hơn người miền Nam. Không, người Bắc Nam thì như nhau thôi, các bạn nên nhớ rằng người Bắc đấy họ đánh thì
họ vẫn đánh đúng không ạ? Nhưng người Lam đấy họ cũng gậy tầm vông, chúng ta phải nên nhớ rằng đấy đội quân tóc dài Bến Tre đấy họ mạnh mẽ lắm chứ, đừng nói là Bắc máu chiến hơn người Nam, họ hiền hòa như vậy thôi nhưng động vào đấy, khi mà động vào tinh thần dân tộc của họ, họ cũng chiến đấu hết mình ấy. Biết bao nhiêu tấm gương của người miền Nam ấy, họ chiến đấu bằng cái tình yêu phải nói là mãnh liệt. Cho nên tôi, đối với tôi đấy thì người Nam người Bắc có thể là văn hóa nó khác nhau, có thể là tính cách ấy nó cũng khác nhau, nhưng nói về tinh thần yêu nước thì không có ai hơn ai, Nam Bắc như nhau.